Nhan như ý mới đầu còn hơi do so dự, nhưng vì tiểu bảo nên bà vẫn gật đầu. Ông đừng để đình kiêu nó biết, nếu không nó lại giận đấy. Tôi thấy nó bị cô gái kia mê hoặc mụ đầu rồi. Đợi chọn được người rồi, tôi sẽ bảo nó đi xem mặt ngay. Tôi không tin bao nhiêu cô gái xuất sắc như vậy lại không có lấy một người có thể bì được với cô ta. Sau khi rời khỏi công ty, Ninh Tịch về thẳng nhà, đang nằm trên giường xem tin tức giải trí, bỗng có cuộc điện thoại lạ gọi tới. Cô hơi ngờ ngợ nhưng vẫn bắt máy. Alo? Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng của người đàn ông. Alo, chào cô. Xin hỏi cô có phải là cô Ninh Tịch không? Vâng, anh là... Ninh Tịch nghi ngờ hỏi. Tôi là hình võ, quản gia của Lục Tiên Sinh. Hôm nay lão tiên sinh và lão phu nhân đều bận, tiểu thiếu gia đang ở nhà một mình không biết cô ninh đây có rảnh tới đây làm khách không ninh tịch bật dậy như con cá chép có rảnh tôi sẽ tới ngay dập điện thoại ninh tịch bắt đầu lật tung cả tủ quần áo lên gần như móc hết cả quần áo trong tủ ra lật tới lật lui cũng không biết nên mặc bộ nào dáng vẻ đó quả thật còn khoa trương hơn cả đi gặp bạn trai cuối cùng cô vẫn chọn được một bộ quần áo có phong cách mà cả cô và tiểu bảo đều thích kiểu dáng thời thượng, thêm chút yếu tố phục cổ. Tuy nhà thiết kế không nổi tiếng nhưng Ninh Tịch vẫn luôn là fan trung thành của anh ta. Ngoài những trường hợp bắt buộc, còn bình thường thì cô không mấy quan tâm đến thương hiệu, chỉ mặc những gì cô thích là được. Sau khi đi đến lục trạch, người quản gia trông có vẻ chỉ hơn 30 tuổi liền dẫn Ninh Tịch vào nhà chính. Vừa vào đến cửa cô đã thấy một cơn gió lốc lao vào lòng mình. Bảo bối Ninh tịch quỳ xuống bế bánh bao nhỏ lên. Cô vốn định hôn cậu bé một cái như thường ngày, vẫn làm. Nhưng nghĩ tới việc còn có người ngoài ở đây nên đành nhẫn nại. Mãi không thấy cô tiểu tịch hôn mình, bánh bao nhỏ nhất thời cảm thấy mất mát, cúi cục đầu xuống. Cô tiểu tịch lần này không hôn mình, chẳng lẽ vì mình có chỗ nào không tốt sao? Vì cô không thích mình nữa à? Vì cô thích bạn nhỏ khác hơn rồi sao? Cô Ninh, tôi đi trước nếu cô có chuyện gì cần xin cứ ấn chuông gọi tôi ninh tịch gật đầu được hình quản ra cảm ơn anh hình võ đi rồi ninh tịch nhanh chóng phát hiện bé con nhà mình đang không vui cô bật cười gõ lên mũi của bánh bao nhỏ sau đó hôn lên má bánh bao tiểu bảo bối cô nhớ con lắm mặt tiểu bảo lập tức sáng lên nhóc mím môi mặt đỏ bừng trên đỉnh đầu bụp một tiếng như vừa có một bông hoa nở ra cô tiểu tịch quả nhiên vẫn thích mình bánh bao nhỏ nghĩ sau đó lại vùi đầu vào bảng viết một câu rất hoàn chỉnh đưa cho ninh tịch tiểu bảo cũng rất nhớ cô tiểu tịch ninh tịch thấy vậy trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào nhưng lại thấy tiểu bảo nhanh tay viết thêm một câu nữa ba ba cũng vậy ây ninh tịch hoàn toàn không nghĩ tới việc Tiểu Bảo sẽ viết được một câu như thế, do vậy có chút bất ngờ mà ngẩn ra, hai má dần nóng lên. Không ngờ Tiểu Bảo lại viết được một câu như vậy, chuyện này có chút không khoa học nha. Từ trước tới giờ mỗi khi Tiểu Bảo nói chuyện với cô, thằng bé chưa từng nhắc tới bất cứ người nào khác. Ngoan. Ninh Tịch tuy có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô xoa đầu bánh bao nhỏ, dắt cậu bé ngồi xuống sofa. Cùng lúc đó, trong phòng theo dõi phía sau vườn, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đang ngồi trước màn hình camera lớn, nhìn không chớp mắt vào màn hình. Khi nhìn thấy những hành động ấm áp và thân thiết giữa Ninh Tịch và Tiểu Bảo, lại thấy Tiểu Bảo viết được hai câu kia, Nhan Như Ý ban đầu còn hơi căng thẳng vì sốt sắng, sau vẻ mặt cũng dịu đi vài phần, bà bất đắc dĩ cười nói. Chắc chắn là Đình Kiêu dạy nó rồi lục sùng sơn hừ một tiếng ông không nói gì vẫn nhìn chăm chú vào camera không chỉ là để nhìn cô quan trọng nhất là ông nhất định phải biết được nguyên nhân gì cô gái này lại có thể khiến tiểu bảo nghe lời cô như vậy sau đó lục sùng sơn phải thất vọng rồi vì trên thực tế cách thức chung sống của ninh tịch và tiểu bảo đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn được nữa tóm lại một câu chính là hai người ai tự làm việc của người ấy tiểu bảo là một đứa trẻ rất tự lập cậu bé chỉ cần ninh tịch ở bên cạnh mình thôi là được thế nên vẫn như thường ngày bánh bao nhỏ hăm hở ngồi chơi sudoku còn ninh tịch thì cuộn tròn trên sofa xem tin tức tay vuốt vuốt đầu bánh bao nhỏ như vuốt ve mèo con thỉnh thoảng khi cô chăm chú quá mà quên mất vuốt ve bánh bao nhỏ lại sẽ ngẩng lên nhìn cô cầu xoa đầu thế là ninh tịch lại tiếp tục vuốt vuốt trước camera Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý xem mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hai người đều tự vui lấy, gần như không có tương tác gì với nhau cả. Nhưng sự ấm áp thân thiết bao phủ giữa một nhỏ một lớn kia lại không ngừng xuyên thấu qua màn hình chảy vào lòng hai người họ. Nhan Như Ý cảm thán nói. Tuy cô gái này không làm gì, nhưng tôi cứ có cảm giác Tiểu Bảo chỉ cần cô ấy ở bên cạnh thôi là đã có sức sống như một đứa trẻ bình thường vậy lục sùng sơn không phải kẻ mù tất nhiên ông cũng nhìn ra chỉ là ông không muốn thừa nhận mà thôi trầm giọng nói vội cái gì bà cứ xem tiếp đi tôi không tin cô ta có thể không để lộ bất cứ chỗ sơ hở nào tiểu bảo thích cô ta như vậy chắc chắn là vì chuyện gì cô ta cũng thuận theo tiểu bảo đó chỉ là cách để cô ta nịnh nọt tiểu bảo thôi bà phải biết sự chiều chuộng của cô ta dành cho tiểu bảo chính là cục đường bọc thạch tín, chúng ta tuyệt đối không thể để mặc như vậy được. Sau này tôi nhất định phải để Đình Kiêu tự mắt trông thấy người phụ nữ nó chọn rốt cuộc là loại người gì. Ninh Tịch xem tin tức một lúc rồi đặt điện thoại xuống, cô chống cằm nhìn tiểu bảo không chớp mắt. Quả nhiên, ngắm tiểu bảo vẫn thích hơn nghịch điện thoại nhiều. Bánh Bao Nhỏ cảm nhận được ánh mắt của Ninh Tịch, nhóc tò mò ngẩng đầu lên chớp mắt. Một tia sáng lóe lên trong đầu Ninh Tịch bảo bối đừng chơi cái này nữa qua đây cô dạy con cái này chơi vui lắm bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu để mặc ninh tịch kéo vào vườn trước camera lục sùng sơn và nhan như ý cuối cùng cũng thấy ninh tịch hành động lúc này liền thấy sốt sáng hẳn lên để xem rốt cuộc cô muốn làm gì lục sùng sơn đen mặt đợi mà xem sắp lộ đuôi hồ ly rồi đấy nhan như ý gật đầu hồi hộp nhìn camera Ninh tịch dắt tiểu bảo và bãi cỏ trống trong vườn hài lòng nói. Chính là chỗ này. Sau đó Ninh tịch quý người nhẹ nhàng nói với tiểu bảo. Bảo bối, thường ngày con yên tĩnh quá, cũng ít vận động, như thế không tốt cho sức khỏe, tất nhiên vận động quá độ cũng không được, nhưng giờ con còn nhỏ thế này mà để xương bị cứng thì không ổn, thế nên cô sẽ dạy con ngũ cầm hí, nếu con kiên trì tập thì có thể khiến cơ thể con khỏe mạnh dẻo dai đấy. Con có muốn học không? Tuy tiểu bảo nửa hiểu nửa không nhưng cũng gật đầu không do dự. Thấy vậy ninh tịch hắng giọng bắt đầu dạy. Ngũ cầm hí được chia làm 5 bộ là gấu, hổ, hươu, vượn và chim. Mỗi bộ đều có công hiệu riêng. Cô với con sẽ học từng cái một nhé. Đầu tiên là gấu này. Động tác của gấu có công dụng lớn nhất có thể điều tiết tinh khí trong camera lục sùng sơn xem tới đoạn này liền tỏ ra sững sờ hai mắt ông sáng lên không ngờ con nhóc này lại biết ngũ cầm hí ngũ cầm hí chẳng phải là bộ rèn luyện sức khỏe mà ông vẫn luôn nói muốn dạy cho tiểu bảo sao nhan như ý hỏi lục sùng sơn gật đầu sau đó lại tỏ ra không vui nói kể cả nó có biết thật thì cũng lắm, cũng chỉ là thế võ đẹp thôi. Dạy sai cho tiểu bảo thì hỏng hết. Bộ môn ngũ cầm hí này được thầy y hoa đà truyền lại. Tất nhiên là tốt, nhưng động tác nhất định phải chuẩn thì mới có công hiệu được. Trước đây tôi từng nghĩ đến việc sẽ dạy tiểu bảo. Tiếc là... Tiếc là tiểu bảo không đoái hoài đến ông, thì sao có thể theo ông học được? Nhàn như ý thấy vậy có hơi lo lắng, căng thẳng nói. Hay bảo ai đó, tới cắt ngang được không? Lỡ mà con nhóc này không hiểu, nhưng giả vờ hiểu rồi dạy lung tung thì gây mất. Lục Sùng Sơn gật đầu. Tôi bảo hình võ qua. Nói xong ông nhấc bộ đàm lên ấn nút gọi. Alo, hình võ. Lão gia, tôi đây, ngài có gì cần dặn dò? Giờ? giờ cậu tới đó cho tôi, Lục Dùng Sơn nói được một nửa bỗng im bặt, ánh mắt kinh ngạc của ông dừng lại trên hình ảnh trong camera. Lão gia, lão gia. Lục Dùng Sơn nhìn camera chăm chú một lúc lâu sau mới định thần lại. Không có chuyện gì nữa rồi. Nói xong ông tắt bộ đàm. Sao thế? Nhan như ý cảm thấy khó hiểu. Lục Dùng Sơn khẽ ho một tiếng vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Cứ để cô ta dạy đi, nhan như ý giật mình sau khi phản ứng lại bà tò mò hỏi ý của ông là con bé dạy được lắm sao lục sùng sơn nhìn từng chiêu thức của cô gái trong camera ậm ờ nói cũng được nhan như ý nghe vậy liền liếc chồng mình một cái cái gì mà cũng được rõ ràng là quá được thì có nếu không với tính cách của chồng bà chỉ cần hơi sai sót một chút xíu thôi chắc chắn ông đã nổi khùng lên rồi trong camera ninh tịch tách động tác ra dạy tỉ mỉ cho tiểu bảo từng chút một con học được chưa tiểu bảo gật đầu tốt vậy rồi chúng ta tập thử một lần từ đầu đến cuối nhé tiểu bảo bắt đầu làm theo một lần động tác vô cùng lưu loát sinh động vì còn nhỏ nên thỉnh thoảng lung làm theo động tác động vật trông rất đáng yêu ninh tịch vui mừng vỗ tay khen tiểu bảo bối giỏi quá con học nhanh thật đấy. Sau này cố gắng mỗi ngày tập một lần được không? Tiểu bảo được khen mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa đáp ứng. Bảo bối của cô ngoan quá. nhàn như ý nhìn chồng mình. Ông thấy thế nào? Lục Sùng Sơn đâm chiêu một hồi vẫn lạnh lùng nói. Bà đừng quên cô ta là diễn viên. Muốn diễn trò trước mặt chúng ta thì quá dễ. Nói không chừng cô ta đã sớm liệu được việc chúng ta đang âm thầm theo dõi cô ta nên đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ từ trước rồi cũng nên nhan như ý gật đầu vậy chúng ta quan sát thêm xem sao thời gian cứ từng chút qua đi vèo một cái đã tới chập tối ninh tịch dắt tay tiểu bảo ngồi xuống xích đu nhìn mặt trời lặn có những chuyện ninh tịch cũng đắn đo rất nhiều sau khi đến đây rồi cô cũng nghĩ nhiều lắm nhận ra mình sắp phải đi cô không nhịn được nói với tiểu bảo Bảo bối, cô có chuyện này muốn bàn với con. Lục Sùng Sơn theo dõi cả một buổi chiều, đầu đã bắt đầu choáng váng sau khi nghe thấy Ninh Tịch nói vậy lập tức tỉnh táo lại. Cuối cùng cũng tới rồi. Bà đoán xem cô ta muốn bàn với Tiểu Bảo chuyện gì? Lục Sùng Sơn hỏi bà xã đang ngồi cạnh mình, nhàn như ý nhau mắt nghĩ. Cô ta đã biết Tiểu Bảo rất có ý nghĩa đối với chúng ta cũng biết tôi và ông rất nghe theo tiểu bảo chẳng lẽ cô ta muốn bảo tiểu bảo giúp đỡ nói tốt về cô ta trước mặt chúng ta sao lục sùng sơn nhích miệng cười lạnh khinh bỉ vậy thì đơn giản quá sợ rằng cô ta sẽ bảo tiểu bảo làm loạn với chúng ta không chừng còn bảo để cô ta vào nhà chúng ta luôn ấy nhăn như ý cau mày càng nghĩ càng thấy có khả năng như vậy thì thật là quá đáng sao có thể lợi dụng một đứa trẻ như thế chứ lục dùng sơn nghiêm mặt lại giờ thì bà đã biết nếu để một cô gái phẩm hạnh không ra gì vào cửa lục gia chúng ta thì hậu quả sẽ thế nào chưa tới lúc đó nhà không yên chỉ là chuyện nhỏ chỉ sợ một khi đã loạn thì ở ngoài cũng sẽ loạn theo hệ quả sẽ lớn lắm đấy nhan như ý gật đầu lia lịa ông nói phải đình kiêu ở bên ngoài vất vả như vậy nếu trong nhà cũng loạn thế chẳng phải sẽ khiến nó phân tâm lắm sao trong vườn dưới ánh chiều tà tiểu bảo ngẩng đầu thắc mắc nhìn cô tiểu tịch ninh tịch đắn đo chọn lọc từ ngữ cô nghiêm túc nhìn bánh bao nhỏ nhẹ nhàng nói tiểu bảo cô biết con vẫn luôn thích cô cô cũng rất thích con lần trước con còn nói với cô yêu một người thì phải để người đó tự do giờ cô tiểu tịch muốn nói với con một câu không có bất cứ ai có thể là toàn bộ cuộc sống của con cả trên thế gian này còn có rất rất nhiều những điều tốt đẹp đang đợi con khám phá cảm nhận và yêu thương nó cô rất thích rất thích rất thích con thế nên cô cũng rất mong con có thể vượt qua có thể được tự do vui vẻ trưởng thành nói đến đây cuối cùng ninh tịch cũng nói tới vấn đề chính vậy nên cô muốn xin con đồng ý với cô một chuyện trước camera hai người kia cũng đang căng thẳng dõi theo ninh tịch nhìn tiểu bảo nói tiểu bảo con đồng ý với cô tiểu tịch là con sẽ đi học được không lục sùng sơn nhan như ý hai người cùng nhìn nhau nhưng mãi không nói được gì một lúc lâu sau sau khi mọi thứ phát triển theo chiều hướng ngoài dự liệu của mình hai ông bà lại càng hồi hộp hơn Câu trả lời của Tiểu Bảo sẽ là gì? Đối diện với yêu cầu của Ninh Tịch, phản ứng đầu tiên của Tiểu Bảo không phải là gật đầu ngay lập tức. Lúc này Ninh Tịch cũng đang rất lo lắng, cô cũng không thể hoàn toàn chắc chắn được liệu Tiểu Bảo có đồng ý với cô hay không. 10 giây trôi qua, 30 giây trôi qua, một phút trôi qua. Ninh Tịch không dám dục, cô chỉ có thể lặng lẽ chờ, càng chờ càng sốt ruột, nhưng cô không biết Cùng lúc đó có hai người khác còn sốt ruột hơn cả cô Cuối cùng Ninh Tịch không chịu nổi nữa Cô chắp hai tay lại Tỏ ra đáng thương hỏi Bảo bối Được không con Tiểu Bảo thở dài như người lớn Sau đó viết xoẹt xoẹt lên tập viết vài chữ Ninh Tịch và hai người phía sau camera hồi hộp không thôi Sau đó Tiểu Bảo Giờ tấm bảng chữ lên Tiểu Bảo không muốn đi học con người ninh tịch nhất thời tối xuống thất vọng cúi đầu quả nhiên vẫn không được nhưng ngay sau đó tiểu bảo lại bắt đầu viết rồi lại dơ bảng lên nhưng nếu cô tiểu tịch thích vậy tiểu bảo đồng ý ninh tịch ngẩn ngơ nhìn hàng chữ kia một lúc lâu sau mới định thần lại được tiểu bảo tiểu bảo con đồng ý với cô rồi à con đồng ý thật rồi hơn nữa còn đồng ý một cách khiến cô cảm động như vậy không hổ danh là con ruột của đại ma vương. Lúc này Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đã hoàn toàn ngẩn ra trước camera, hai ông bà hoàn toàn không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa. Tiểu Bảo bối đồng ý rồi, không ngờ Tiểu Bảo lại đồng ý đi học, như vậy có nghĩa là Tiểu Bảo đã bước thêm một bước quan trọng để trở về, lại làm một đứa trẻ bình thường rồi. Nhan Như Ý kích động đến nỗi không biết dùng từ ngữ để hình dung tâm trạng của mình lúc này nữa. Sùng Sơn, ông thấy chưa? Tiểu bảo của chúng ta đồng ý đi học rồi. Thật tốt quá, thật là tốt quá đi mất. Đúng vậy, bảo bối của chúng ta đồng ý đi học rồi. Lục Sùng Sơn thở dài. Cả nhà ta khuyên nhủ nó bao lâu nay, nặng nhẹ cũng dùng hết rồi. Không ngờ vẫn không bằng được người ta nói vài câu nhan như ý cũng thở dài trước đây tôi còn tưởng cảnh lễ nó làm quá giờ xem ra tiểu bảo đúng thật là nghe lời cô gái này sau khi vui mừng lục sùng sơn lại thấy lo lắng hơn xem ra cô gái này không hề đơn giản hơn nữa còn rất khó lường trước đây tôi quá xem nhẹ cô ta rồi bà có phát hiện không tất cả những việc mà cô ta làm bề ngoài trông đều là vì muốn tốt cho tiểu bảo cả Nhàn như ý phụ họa theo lúc trước tôi cũng không hiểu giờ xem ra tôi cũng hiểu vì sao cảnh lễ và tiểu bảo đều thích cô ta như vậy rồi ngay đến đình kiêu nhà ta còn mê mẩn cô ta nữa chứ lục sùng sơn lắc đầu suy cho cùng thì đình kiêu nó vẫn còn trẻ quá lúc này bộ đàm truyền đến một âm thanh khẩn trương lão gia đại thiếu gia về rồi Lục Sùng Sơn nhíu mày. Về thì cũng về rồi cậu hoảng cái gì? Lục Sùng Sơn đang chuẩn bị tắt bộ đàm để đi xem Lục Đình Kiêu đi đâu. Kết quả trước màn hình tối đen, mọi cảnh vật đều biến mất khỏi tầm mắt. Thẳng thối tha này! Lục Dùng Sơn chán nản. Tôi đã bảo chắc chắn là không giấu được nó rồi mà. Trong hoa viên nhỏ sau vườn, sau khi tiểu bảo đồng ý đi học, ninh tịch quả thật vui phát điên. Tiếc là tâm trạng vui vẻ lúc này lại không thể chia sẻ cùng ai. Đúng lúc đó cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa, đang bước từng bước về phía mình. Lục đình kiêu! Phản ứng đầu tiên của ninh tịch là coi chân, chạy thẳng về phía anh. Nhưng vì chạy vội quá suýt nữa cô đâm đầu vào người anh. May mà được đối phương dơ tay ra giữ vai lại. Cô hưng phần nói... Lục Đình Kiêu, Tiểu Bảo đồng ý đi học rồi. Ừ. Thấy vẻ mặt mừng rỡ đến mức đỏ bừng của cô, đáy mắt Lục Đình Kiêu tràn ra tia dịu dàng, anh xoa đầu cô. Vất vả cho em rồi. Sự đụng chạm của anh khiến Ninh Tịch định thần lại, cô vội đứng thẳng lên sau đó lùi một bước ngượng ngùng gãi đầu nói. Tôi có làm gì đâu, chỉ khuyên thằng bé một chút thôi. Đây tình huống gì thế này? Sao cô tự nhiên mất khống chế lao thẳng về phía lục đình kiêu như chim bay về rừng vậy? Tâm hồn thiếu nữ đó là cô sao? Gì nhỉ? Nếu anh đã về rồi vậy tôi đi trước đây. Nói xong đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người như lúc lao tới. Bỗng cô lại nhớ ra chuyện gì đó lập tức thay đổi sắc mặt. Quý người nói với tiểu bảo. Bảo bối, cô có thể nói chuyện riêng với ba con một lúc được không? tiểu bảo nhìn cô tiểu tịch rồi lại nhìn ba tỏ ra không vui vì hai người nói chuyện riêng không cho mình theo nhưng cuối cùng vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện nên nhóc gật đầu đồng ý ninh tịch với bánh bao nhỏ dính nhau thêm một lúc nữa sau khi chào tạm biệt cô lập tức chuyển hướng sang lục đình kiêu bày ra về mặt nghiêm trọng nói lục tổng tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh